Xin chào các chú chị nha, đã quay trở lại kênh YouTube của Phong nha. Hôm nay Phong giới thiệu cho các chú chị một căn nhà mặt tiền đường nhựa luôn nha các chú chị nha. Và nhà mình thì khu dân cư ở rất là hiền hữu, và nhà thì đường nhựa thì thông thoáng hết nha. Và vị trí nhà mình chỉ cách Bình Chánh 4 cây số thôi đó, đã di chuyển về tới khu vực nhà mình rồi. Và đường đây là mình di chuyển về khu vực Bình Chánh nha các chú chị nha. Và nhà mình thì rất là nhiều cái tiện ích, cũng như là chợ trường học chỉ mất tầm một cây số thôi nha các chú chị nha. Và nhà Phong giới thiệu cho các chú chị là một nhà thì hướng phong thủy là hướng đông nam nha các chú chị. Nó với diện tích ngang là 4m, dài là 30m nha. Và Phong xin mời các chú chị mình cùng Phong vào xem nhà, trong nhà xem chi tiết hơn nữa nha. Đây là nhà Phong giới thiệu cho các chú anh chị mình nhé. Và nhà thì với công năng xây dựng là một trệt và một lầu nha các chú chị. Nó cũng đã làm mái che kiên cố hết rồi, mình cũng rất là tiện lợi luôn nha. Và nhà thì có một cái lớp cửa gào thì cũng ở phía ngoài này, thì cũng rất là kiên cố. Và nhà mình phần sân rất là rộng luôn nha, mình đổ xe hơi 7 chỗ thì rất là thoải mái luôn. Nó chiều dài của nó gần là 8m nha đó, với diện tích ngang là 4m và dài là 30m. Công năng xây dựng là một trệt và một lầu nha các chú chị. Đây là cái không gian phòng khách của nhà mình. Nó một cái không gian phòng khách thì hiện tại thì chưa có ai ở, cho nên nó còn hơn đơn giản nha. Và trần là phong thì là phong thạch cao nhiều lớp nha. Đấy. Và nhà thì hiện tại thì đang rất là nợ, rất là, nói chung là về ngân hàng hiện tại đang giải ngân, cho nên chị chủ nhà đang cần bán một cái mức giá rất là rẻ luôn nha các chú chị. Và đây là cái phòng ngủ ở chứa tầng trệt, thì cũng có một phòng ngủ rất là thích hợp cho các cô chú lớn tuổi nha. Và mình ở phía sau đây thì có một cái không gian phòng bếp đó, một cái không gian phòng bếp. Đây là cái không gian phòng bếp nha các chị nha. Đấy. Và nhà thì rất là rộng tại vì diện tích rất là dài, và còn một phần sân ở phía sau này còn rất là dài nữa nha. Nó dài tầm khoảng 6m, và nhà vệ sinh thì ở phía sau sân sau này luôn. Đấy. Nhà thì ở cái nhà vệ sinh này ở sân sau. Và hướng phong thủy là hướng đông nam nha các chú chị nha. Và nhà mình thì sổ hồng viên, pháp lý thì rõ ràng nha. Đấy, công chứng trong ngày luôn. Và Phong xin mời các chú anh chị mình cùng Phong di chuyển lên trên lầu nha. Và đây là cái view mình dòm từ sau ra trước nè. Đấy, rất là rộng luôn. Và mình cùng di chuyển lên trên lầu nha. Dạ, và đây là cái không gian phòng ngủ ở trên lầu nha các chú chị. Và ở trên lầu thì có hai phòng ngủ và cũng có một cái nhà vệ sinh chung nha. Đấy, nhà một cái nhà vệ sinh thì rất là rộng luôn. Đây là một cái nhà vệ sinh chung. Và đây có một cái không gian phòng ngủ ở trên lầu. Và các cái chú anh chị quan tâm thì cứ liên hệ cho Phong, số điện thoại trên màn hình nha. Và các chú anh chị chưa đăng ký cho Phong xin một đăng ký để nhận được cái video những ngôi nhà giá ngọt sớm nhất nha. Và Phong xin tiết lộ với giá ngôi nhà này, thì với diện tích là ngang là 4m, dài 30m, thì chị chủ nhà cũng đang rất là cần tiền nên kêu giá là 2,2 tỷ nha các chú chị nha. Với giá chỉ 2,2 tỷ thôi, mình sở hữu được một căn nhà tổng diện tích là 150m2 với giá chỉ 2,2 tỷ. Thì các chú chị quan tâm thì cứ liên hệ cho Phong số điện thoại trên màn hình nhé. Và Phong xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video sớm nhất nha.